Nghĩ xong rồi. Còn vợ con. Rồi, ở đây được rồi. Từ từ. Rồi nhắm nhắm thẳng vô đầu nhá, bắn chuẩn vô đầu mới được nhá. Rồi, bắn rồi. Quá sức thôi. Ây da. Quay quá. Vui không Tam? Con Trang gờ nó giết quýt luôn. Hả? Có bắn thẳng. Hả? Bắn vô đầu thôi cũng là không được, nó phế vậy. Ô ô ô. Rồi luôn. Rồi luôn, quá này vô hộp đúp thôi. Nhục quá rồi. Sống làm gì nữa?